cho các bạn ăn. Nay mình đi dân lưới mình kiếm cá về mình làm lẩu ăn nha các bạn. Ê, mời các bạn theo chân mình. Rồi trong thời gian mình chờ đợi mình đi rẽ ra chiều làm lẩu nha các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành đi thăm lưới thôi. Đây. Giờ mình tới chỗ thăm lưới nha các bạn, không biết dính gì không nữa nè. Đây, một cá đầu tiên nha các bạn ơi. Đây, một con đầu tiên. Tiếp tin. Ủa, con bị dính luôn à. Đây, con thứ hai. Đây là cái rô phi nha các bạn. Tại dùng mình dùng nước mặn không có cá đồng. Kiếm cá đồng lắm. Thank you.
lú được mớ tôm này nha các bạn. Rồi mình nhúng chung với lẩu luôn. Làm cái lẩu mình nhúng chung tôm rồi lột ra. Rồi mời các bạn cùng thưởng thức nha. Rồi, lột tôm. Cộng nhúng chung lẩu luôn nha, tôm mình đổ lú nhà. Trong vuông của mình đó. Rồi, tôm mình cũng lột con cuối cùng này nữa rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ bài mâm ra chết, rồi mình rửa rau, mình lật rau, rồi mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Cá, tôm, đồ mình đã làm sẵn, rau rác làm sẵn ở trên rồi nha các bạn. Rau má, đồng tơi, và hôm nha. Giờ mình sẽ chế biến cái lẩu làm sấy mỡ tỏi để mình xào lên, đặng mình chế vừa vô mình làm lẩu mắm nha các bạn. Ngày xưa người ta kêu bằng tả bánh lù á. Còn ngày nay thì không biết các bạn biết tả bánh lù là cái gì không biết. Rồi tỏi mình sẽ sấy cho vàng. Tỏi gần vàng rồi nha các bạn. Rồi tỏi gần vàng lúc đầu mình bỏ xả vô sấy chung với tỏi luôn. Rồi sấy cho vàng đều ở trên, bỏ ớt vô. Rồi thấy bắt mắt ngon không các bạn. Rồi vàng đều trên cái mình tiếp theo mình sẽ đổ nước dừa vô. Mình ngồi kế mâm này là mình nghe nó cái lỗ mũi của mình nó thơm dữ lắm rồi đó. Rồi nguyên liệu là mắm mình đã lượt nước sẵn rồi nha các bạn. Nêm nếm thì tùy theo mọi người ăn thôi, lạc mặn ngọt thì tùy theo mọi người nêm. Giả sử như hạt nêm rồi bột ngọt đường muối rồi đó, tùy theo mọi người nêm thôi. Rồi mình chờ nước sôi nữa là mình thưởng thức nha các bạn. Rồi tôm cá rồi chín hết trơn rồi nha các bạn. Mời các bạn cùng ăn với gia đình mình đi. Nhật Quỳ ăn tôm không? Không, tôm. Rồi tôm chín chi vậy? Ăn tôm chín bổ luôn đi. Rồi mời các bạn cùng dùng chung với gia đình mình nha. Mời các bạn cùng ăn nha. Muốn ăn thì thưởng thức món ăn của đồng quê sông nước đi. Vị mà nó ngon đó. Ừ. Tôm nó ngọt quá các bạn ơi. Tôm dở ăn liền mà. Mời các bạn miếng rau nữa nha. Rau mình vừa chín tới ăn ngon lắm. Mời các bạn nha. Cái hậu nước dừa nó ngọt rồi mắm nó thơm nhất cái nách các bạn ơi. Rồi rau gì mà thơm quá các bạn. Rau nhất cái nách. Rau ngồi thơm lắm. Cả nhà mình đã quay quần có bao nhiêu đó các bạn ơi. Tôm ngọt quá các bạn ơi. Ngon nhất mắt luôn. Ngon hả? Ăn dở luôn. Mời các bạn miếng hai. Mời các bạn ăn tôm. Rồi mời các bạn miếng cà này nữa nha. Tập chung với mình. Các bạn có xem được cái kênh hai lúa của mình, các bạn cho mình xin một like và một đăng ký kênh và chia sẻ nha các bạn. Rồi mình chỉ dùng nhiêu đây đặng... Rồi tôm cá rồi chín hết trơn rồi nha các bạn. Mời các bạn cùng ăn với gia đình mình đi. Nhật Quỳ ăn tôm không? Không, tôm. Rồi tôm chín chi vậy? Ăn tôm chín bổ. Rồi mời các bạn cùng dùng chung với gia đình mình nha. Mời các bạn cùng ăn nha. Muốn ăn thì thưởng thức món ăn của đồng quê sông nước đi. Vị mà nó ngon đó. Tôm nó ngọt quá các bạn ơi. Tôm dở ăn liền mà. Mời các bạn miếng rau nữa nha. Rau mình vừa chín tới ăn ngon lắm.
Mời các bạn nha. Cái hậu nước dừa nó ngọt rồi, mắm nó thơm nhất cái nách các bạn ơi. Rồi giao gì mà thơm quá các bạn. Đang ngồi ôm thơm lắm. Mắm đó cả nhà đã quay quần có bao nhiêu đó các bạn ơi. Thơm ngọt quá các bạn ơi. Ngon nhất nách luôn. Ngon hả? Mời các bạn miếng ai? Mời các bạn ăn tôm. Rồi, mời các bạn miếng trà này nữa nha. Nói chung với mình. Rồi. Mời các bạn ăn cá nha. Rồi, ăn miếng này đi con. Nóng hay vậy? Ngon không? Ngon lắm. Nóng lên tí. Nóng. Tay mặn đấy con. Vừa đời vừa mặn vừa ngọt mà vừa thơm nó vừa chua, nó nghe mùi nước dừa nghe thấm thía thịt đời trời. Rồi mình cũng thưởng thức nhiêu đây nha các bạn. Rồi mình cũng gác cái máy quay cho camera mang đồ vô chung ăn chung với mình và thưởng thức chung với mình. Rồi mình xin phép xin chào chào các bạn. Xin chào các bạn. Bye. Chào các bạn.